Chào mừng bạn đến với video thực hành lòng biết ơn và cài đặt tiềm thức giúp con ngoan ngoãn nghe lời, học giỏi, thông minh, khỏe mạnh. Trong video này, Hằng gửi tặng đến bạn một món quà chia sẻ những câu khẳng định để việc nuôi con được dễ dàng hơn và định hình tương lai tốt đẹp nhất cho con. Bạn hãy cùng con nghe video này liên tục mỗi ngày, ít nhất 2 lần vào buổi sáng khi vừa thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Con yêu của mẹ, cảm ơn con đã đến bên cha mẹ. Con là món quà tuyệt vời. Biết ơn vì sự có mặt của con đã mang tình yêu bao la đến cho cuộc đời của cha mẹ. Con là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tiếp thu nhanh. Con ăn ngon, ngủ ngoan trong ý niệm an bình, sáng thức dậy trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Cảm ơn con vì con đã có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Cơ thể con phát triển một cách toàn diện, hoàn hảo. Con có chiều cao, cân nặng lý tưởng, khuôn mặt đẹp và đáng yêu. Con có trái tim ấm áp, luôn tràn đầy tình yêu thương và lòng biết ơn. Cha mẹ vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì con luôn ngăn nắp, gọn gàng, chủ động ăn, ngủ, học bài đúng giờ, chăm chỉ học hành. Con thích đọc sách, con thích học hỏi, thích phát triển tư duy sáng tạo. Con là một học sinh xuất sắc về mọi mặt. Con có chí tiến thủ. Con học môn nào cũng được 9 được 10. Con là một đứa trẻ hiếu thảo, luôn làm cha mẹ ông bà vui lòng. Con có tinh thần trách nhiệm nhất quán. Con là người kiên trì kỷ luật. Con là người mạnh mẽ và nghị lực. Con tự tin thành công trên mọi nẻo đường. Con là niềm tự hào của cha mẹ. Con lớn lên cùng sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ vô lượng. Con có đủ tâm, tầm, tài, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Con luôn tỏa sáng và được thầy cô, bạn bè, mọi người xung quanh yêu mến, ngưỡng mộ. Con hòa nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi, biết kính trên nhường dưới. Con yêu của mẹ, cảm ơn con đã đến bên cha mẹ. Con là món quà tuyệt vời. Biết ơn vì sự có mặt của con đã mang tình yêu bao la đến cho cuộc đời của cha mẹ. Con là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tiếp thu nhanh. Con ăn ngon, ngủ ngoan trong ý niệm an bình, sáng thức dậy trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Cảm ơn con vì con đã có hệ miễn dịch khỏe mạnh. Cơ thể con phát triển một cách toàn diện, hoàn hảo. Con có chiều cao, cân nặng lý tưởng.
khuôn mặt đẹp và đáng yêu. Con có trái tim ấm áp, luôn tràn đầy tình yêu thương và lòng biết ơn. Cha mẹ vô cùng hạnh phúc và biết ơn vì con luôn ngăn nắp, gọn gàng, chủ động ăn ngủ, học bài đúng giờ, chăm chỉ học hành. Con thích đọc sách, con thích học hỏi, thích phát triển tư duy sáng tạo. Con là một học sinh xuất sắc về mọi mặt. Con có chí tiến thủ. Con học môn nào cũng được 9, được 10. Con là một đứa trẻ hiếu thảo, nên làm cha mẹ, ông bà vui lòng. Con có tinh thần trách nhiệm nhất quán. Con là người kiên trì, kỷ luật. Con là người mạnh mẽ và nghị lực. Con tự tin, thành công trên mọi nẻo đường. Con là niềm tự hào của cha mẹ. Con lớn lên cùng sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ vô lượng. Con có đủ tâm, tầm, tài, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Con luôn tỏa sáng và được thầy cô, bạn bè, mọi người xung quanh yêu mến, ngưỡng mộ. Con hòa nhã với bạn bè, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi, biết kính trên nhường dưới. Mọi người xung quanh con đều là quý nhân, là nguồn lực hậu thuẫn cho con thành công. Cha mẹ nuôi con nhàn nhã, con của cha mẹ khỏe mạnh, khôn lớn mỗi ngày. Con là niềm vui, con là hạnh phúc, con là món quà, là may mắn. Con là sáng tạo nhiệm màu, con là tình yêu của cha mẹ. Con có thể tạo ra những điều phi thường. Cha mẹ yêu con, biết ơn con đã có mặt trên cuộc đời này. Cha mẹ vô cùng hạnh phúc và biết ơn con. Con là quý nhân, là nguồn lực giúp cho cha mẹ có dư giả thời gian hậu thuẫn giúp cha mẹ thành công. Con xứng đáng có cuộc sống thành công, giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, trọn vẹn suốt cả cuộc đời. Mẹ yêu con rất nhiều. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.